khi ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh được trưng dụng thành khu cách ly tập trung chống dịch bệnh COVID-19 do chủng mới của virus corona SARS-CoV-2 gây ra, những sinh viên này đã tình nguyện trở thành những người ở lại dọn dẹp. Em tìm được thông tin này là trên fanpage của trường và em tình nguyện giúp dọn dẹp ký túc xá trường để giúp cho việc phòng tránh dịch của cộng đồng. Và tụi em thực hiện là tụi em chia quét dọn rác khỏi các phòng ký túc xá của các bạn đã rời đi. Việc dọn dẹp cũng có vất vả. Và quyết định em chọn này một phần giúp cho cộng đồng, chứ em thấy cũng thấy vui. Và em cũng có trang bị khẩu trang và sử dụng nước rửa tay để phòng tránh dịch corona. Đến thời điểm này, ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã bàn giao hơn 3.200 chỗ cho Thành phố Hồ Chí Minh sử dụng làm nơi cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19. Trong thời gian tới, nếu tình hình đại dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, số lượng người phải cách ly tăng lên, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục mở rộng quy mô trưng dụng hơn 17.000 chỗ của ký túc xá làm nơi cách ly. Trước khi Ủy ban nhân dân thành phố có chủ trương thì để phòng chống dịch bệnh thì trung tâm quản lý ký túc xá đã có cái thông báo cho sinh viên là trong thời gian nghỉ học thì nên về quê, rời khỏi ký túc xá để phòng ngừa dịch bệnh. Thì trung tâm quản lý ký túc xá đã ra thông báo và trước ngày 20 thì toàn bộ sinh viên là rời ký túc xá. Và còn một số sinh viên mà thuộc trường hợp đặc biệt, ví dụ như sinh viên ở nhà đang ở vùng dịch, sinh viên có điều kiện đặc biệt khó khăn ở quê thì ký túc xá sẽ bố trí ở lại. Trung tâm quản lý ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã phối hợp với quân đội, dân quân và sinh viên tình nguyện thu gom đồ dùng của sinh viên, niêm phong và bảo quản, đảm bảo tài sản cho sinh viên và sẽ trả lại sinh viên khi trở lại ký túc xá theo lịch học. Những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn hoặc quê ở vùng dịch sẽ được bố trí ở lại trong một tòa nhà riêng biệt và sinh viên phải khai báo y tế hàng ngày. Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến sáng ngày 21 tháng 3 năm 2020, Thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện cách ly tập trung 4.824 người ở nhiều khu vực khác nhau. Trong đó, khu A ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đang cách ly 1.700 trường hợp. Ở gần đó, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Đại học Quốc gia cũng đang cách ly 913 trường hợp.